có ít người nhỉ. Mấy người xem bay tại mưa. Mấy người không đi nào. Hello, hello. Tóc mình bết từ hôm qua giờ bết cực kỳ luôn. Em không dám gọi sợ như máy sấy. Chỉ có dám gọi đâu, có máy sấy đâu. Có máy sấy mà tới kiểu mình kiểu như thế. Cái phòng cho nó vô hôi. Ôi dồi chị ơi, nó bẩn. Em không ngủ được, không ngủ được thế nào luôn. Khoảng 4 rưỡi sáng chị mới à 5 giờ, hai chị em chị mới vợ Hà mới nằm thôi đi ngủ chứ. Quỳ rồi, nó bẩn hơn nó cũng xem lên bẩn phải lấy xong rồi. Này, nó hơi lên cái nhà không phải hơi. Này, nhà sinh ạ, bên em có tắc tắc nước. Anh Long anh đi vệ sinh tắc. Ông ơi bảo đi xem chuyển phòng đi thôi. Rồi anh giờ thì chuyển phòng chuyển đâu được. Biết đi đâu. Bên này cái nhà nhéo ở đây nhỉ. Ô, chui vào kia để làm gì nhỉ? Trong kia có gì à cô? Lắm rồi. Sao người ta
nhỉ? Ừ. Ai ăn đấy? Như thế đâu, đàn ông người ta cũng chẳng ăn được hết. Tao gọi đã gọi 5 phần rồi mà vẫn là cố tình bê ra một phần nữa. Xong rồi phải ông thấy từ hôm qua nay cũng cố tình bê. Khó. Nước mỡ nó váng thế. Ôi dồi, không ăn phở nhiều. Em mới bảo anh Long là giờ hôm qua thấy bát phở nhiều rồi, thịt cũng có nhiều ấy. Xong rồi em bảo anh là anh ơi một đĩa cơm rang ăn chung thôi. Mà ông ấy chẳng nghe thấy luôn á. Này gọi thêm một bát phở đây luôn. Đương nhiên đi gọi thêm một bát phở nữa. Phở ra đầy tú lu chị bổ. Em còn ai ăn làm sao hết. Đấy. Chị không ăn tối. Hôm qua em thấy mà, hôm qua em thấy nhiều ơi là nhiều luôn. Hôm qua ăn mãi mới không hết, ăn mãi hết bát phở mà thịt nhiều ơi là thịt. Hôm qua bà như thế thì rút kinh nghiệm hôm nay ăn chung đúng không? Biết cơm đây. Biết mà không biết tính. Trong một nhà chỉ cần một đĩa thôi. Một đĩa cơm rang lo rồi. Hôm nay chị em ăn một bát thôi mà. Em ăn một bát con chỉ một chén cơm thôi mà lo lắm rồi. Tại vì buổi sáng mà buổi sáng không ăn được nhiều đâu. Mà bọn mình thì có ăn nhiều đâu. Ở đấy nó cũng không ngon đấy. Ôi! Chả có gì, rang đơn giản, kiểu dưa mới thì rắc lên cái cơm, như kiểu là múc vào nồi mình ra xong rang lên, bỏ khét lẹt nhỉ. Ơi, mặt con lạnh, con đeo khẩu trang không? Không. Con đeo khẩu trang vào đi, lạnh lắm, về ốm. Để đây. Mẹ cho con xin, đấy chứ. Để đây. Mà Hồng xinh gái. Filter ở đây của chị không có nhỉ? Không có filter đẹp tắn chứ, ố gì? Đây à. Chỉ có filter ở trên Insta để mới đỡ. Nó có nhận màn không? Chị có sao nó có nhận màn không? Nó lóa thế. Lóa? Phải lóa không? Lóa nhỉ? Này, cả cái tại cái dương này nó hất lên nữa. Ừ. Nó có filter đẹp tắn như gì? À ở ngoài đấy nó xấu như này đâu nhỉ. Người thì ấm nhưng mà chân tay lạnh lắm. Rượu ơi! Lạnh không?